Đây, khi mà đi thang máy lên lầu 1 đó các bạn, chúng ta quẹo phải là thấy sạp Ngọc Phước, địa chỉ là B59, B60. Và cửa hàng có ghi là bán đúng giá nhất định. Số điện thoại thì có số là 0909 891 214, 0935 100 242. Đó, rất nhiều những cái sản phẩm để mời các cô bác anh chị chúng ta lựa chọn. Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Dạ, em chào chị Ngọc Phước ạ. Chị chào em, chào cả nhà. Dạ, thưa chị, trước đây thì em cũng từng giới thiệu một số những cái sản phẩm của sạp của chị và được khá nhiều cô chú anh chị khán giả tin yêu. Tuy nhiên thì cho em hỏi thăm là gần tới cái dịp hè đó, mà thời tiết Sài Gòn rất là đang nóng nực, thì cũng muốn tới là để cập nhật những cái sản phẩm mới của bên chị, giới thiệu cho các cô bác anh chị biết để mua sử dụng trong cái dịp hè này ạ. Bên chị hôm nay có nhiều mẫu mới đó để phục vụ hè. Ví dụ như là cái hàng ton này nè. Dạ. Đó. Nhiều mẫu lắm. Mà cái này chất liệu ton đó em. Dạ. Đã qua xử lý rồi nên nó không có bị nhăn với rút nữa. Dạ. Cái dạng này thì chị rất là nhiều mẫu luôn. Cái này là thưa chị là quần thì là quần dài, còn áo thì là tay ngắn hả thưa chị? Đúng rồi, tay ngắn. Nhìn nó mát. Đây, chị bung ra thử một bộ. Dạ. Đây, đây, đây. Đây, mình sẽ quay cái bộ mà cô người mẫu đang mặc. Sau đó rồi chị sẽ giới thiệu một số những các cái mẫu khác cho các bạn coi. Đây. Thì cái này đó, mình nhìn thấy các bạn ở phía trước là thắt như một cái nơ này. Đấy, và size này size L. Đó. Size là khoảng 55kg. Khoảng 55kg. Được có một cái là ton bên chị là nó xử lý rồi cho nên nó không có bị nhăn với rút nhiều. Dạ. Như hàng chợ. Và xử lý rất là kỹ. Thưa chị, cái này mặc thì có thấm hút mồ hôi không thưa chị? Thấm hút mồ hôi mát lắm em. Dạ. Cái chất liệu này mát lắm. Quần này quần ống suông. Này là cái mẫu này tượng trưng thôi chứ chị ra nhiều mẫu lắm. Dạ. Đó. Cái quần là xuông. Mình thấy là đều có túi nha các bạn. Có túi hết. Ở phía trước thì lưng thung, lưng thoải mái. Full. Cái túi này thì cũng rất là rộng nha các bạn. Đó, thoải mái. Cái này chị còn có cái ton màu nữa. Nguyên bộ cùng màu. Dạ. Mà nó thiêu quả tiết, thiêu tai nó đẹp lắm em. Đây. Đây nè. Đây các bạn, màu. Phía trước này các bạn nhìn này thì có thêu hình những các cái bông hoa hồng rồi những cái chiếc lá. Ở trên sản phẩm thì có để sẵn những cái hướng dẫn sử dụng là sản phẩm sau khi giặt ủi sẽ có độ co rút 2cm chiều ngang, 2cm chiều dài và 1cm chiều ngang. Đó, rồi. Là chị trừ hao đó. Dạ. Nhưng mà đã xử lý rồi cho nên nó cũng không có bị rút nhiều. Dạ. Cái quần nó cũng thiêu nè, này là thiêu tai luôn đó em. Đó, đây là dạng quần lửng mặc nó mát trong mùa hè nè. Dạng quần lửng này các bạn này. Thưa chị, một cái bộ sản phẩm đó là mức giá bao nhiêu tiền đó thưa chị? Cái bộ này là giá 200. 200 ngàn, cỡ là 8 đô la nha các bạn. Cái màu này thì có lẽ là phù hợp cho những cái bạn trẻ trẻ ấy chị nhỉ? Chị làm nhiều màu lắm em, cái này để mẫu của mình thôi. Còn nếu mà những người mà lớn tuổi hơn một chút xíu thì chị có những cái màu nào thế chị? Chị có nhiều màu nha. Nhưng mà được có cái là cái hàng tông màu này á, thì tông màu nó hơi sáng một chút. Dạ. Còn những người lớn tuổi một chút ấy, thì chỉ có là bông với sọc. Vâng. Em thấy không? Là màu xanh nè. Vâng. Đó, màu hồng, màu cam. Dạ. Loại này thì nó chuộng cái tông màu sáng em. Vâng. Đó, đó, rất là nhiều màu nè. Như vậy là những bạn mà trẻ tuổi cũng có thì rồi. Thường là sẽ nên chọn một màu. Còn các cô lớn tuổi thì sẽ chọn bông và đây. Màu sẫm. Như đây. Cái hàng này là quần bông. Dạ. Áo màu. Quần bông. Là rồi. Quần ống suông mặc nó thoải mái lắm em. Dạ. Áo đây. Màu. Áo màu. Nó đi theo cái bông á. À. Đó, nè. Đây tức là đây các bạn đó nhìn thôi. Này. Ta phối là ở trước đây là có một cái nơ và một cái dạng như cái chỗ cổ áo đó. Thì cái màu vải này nó trùng tiệp màu với cái vải phối. Đó, nhìn cũng rất là dễ thương ha. Giá cũng là 200 ngàn rồi thưa chị. Đúng rồi em. 200 ngàn là cỡ vào 8 đô la cho một bộ. Và thưa chị thì những cái sản phẩm này thì cái size như thế nào ạ? Nó nhiều size lắm em, tùy theo mẫu. Thường là chị làm là, nhưng cái mẫu này là XL tới 4X. Dạ. Rồi có mẫu này thì chị từ làm từ L cho tới 3X.
Size L khoảng 55kg cơ. Size L là 55kg, còn 3X là... Tầm 3X, 4X là 70kg đổ lại mặt vừa. À, 70kg đổ lại. Rồi. Dạ. Bên sạp chị đặc biệt có cái là làm size lớn, big size cho người khoảng 90 mấy 100kg luôn. À, cũng có luôn. Có luôn. Dạ. À, nhưng mà những cái size lớn thì có sẵn không hay phải đặt thưa chị? Không, có sẵn luôn. À, có sẵn luôn. Size lớn. Như vậy sẵn. Các cô mà bự con thì cũng yên tâm nhá. Tới đây là có những cái mẫu rất là lớn để cho các cô chú anh chị chúng ta lựa. Thì mình có thể là tới trực tiếp mình lựa hoặc là nhờ người nhà tới mua dùm để gửi đi. Rồi cái bộ đó là... Đây là chất liệu linen. Linen. Linen gân á. Dạ, linen gân. Vải thêu luôn. Đây phía trước mà các bạn ơi, nhìn thấy là thêu có một cái bình bông này. Rồi cái nút khuy thì làm cách điệu lệch sang một bên. Lấy thêm mẫu khác linen hả? Đây, chị có treo ấn tượng đây, nè. Mình sẽ quay cho các bạn coi một cái lấy cái vải này mẫu khác. Chất liệu linen thì... Nó, cái này chị cũng đã qua xử lý luôn rồi. Dạ. Nên nó không có bị rút nhiều, ít nhăn lắm. Cái này mặc thì mát này, thấm hút mồ hôi. Nó nhiều qua mẫu xử lắm lý em. Rồi. Nhiều đây, mẫu một lắm. Cái mẫu khác màu vàng các bạn nhìn này. Ở phía cái trước là có thêu. Rồi cái quần ấy thì cũng quần ống suông. Ống suông. Mình nhìn thấy nó bự như vậy nhưng mà khi mặc lên á là nó suông như vậy nè. Tại vì lên là nó tròn cái người mình mà. Dạ. Cầm thì thấy nó rộng nhưng mà nó chỉ suông, nó suông vậy nè em. Dạ. Rồi như bộ chị đang cầm đấy thì có mức giá nhiêu tiền thưa đây, chị? Đây chị có giá niêm yết 350 một bộ. Các sản phẩm tại sạp Ngọc Phước đó các bạn là đều có mức giá niêm yết. Ở đây là có in mức giá đây là 350.000. Tên sản phẩm là áo tay ngắn và quần ống rộng. Có những cái size là từ L, XL, 2XL và 3XL nhé. Còn này cũng linen luôn nhưng mà bông. À, cái này là cái cổ dạng như là cổ áo có cổ, cổ lăng tông. Đó. Cái vải này hình như là mặc nó không có nhăn chị nhờ đúng không? Nó cũng nhăn nhưng mà ít, về tại vì chị đã xử lý rồi. Dạ. Nên nó ít nhăn lắm. Nè, em thấy không? Vâng. Mình rồi cũng không có nhăn nhiều. Vâng. Đó. Nó thoải mái mà mát nữa. Dạ. Đó, tay thì tay ngắn mà quần thì quần ống suông. Ống suông dài nha các bạn. Bộ đó là để em coi giá này. Đây, mức giá là bộ này thì có mức giá là 330.000 nha các bạn, size lót. Thì khi tới đây đó, Tuấn Dương, cái tiêu chí của mình thì mình muốn giới thiệu cho các cô bác anh chị những cái sạp mà có niêm yết giá cụ thể rõ ràng để cô bác đỡ có phải trả giá nhé. Đây chị sẽ lấy thêm một số những cái mẫu khác nữa để giới thiệu cho cô chú anh chị chúng ta cùng coi. Cái này là coi như mình giới thiệu mẫu thôi chứ thực ra nó rất là nhiều mẫu. Dạ. Mỗi một ngày chị đều ra nhiều mẫu. Thưa cái chị, này là jean giấy em. À, jean giấy. Chị giới thiệu những hàng mà mặc mát nè. Jean mát giấy nghĩa là chất liệu thì nhìn giống như jean nhưng mà nó mỏng đúng không chị? Mỏng đúng rồi, nó vâng. Mỏng. Cho nên kêu là jean giấy quần jean ống giấy, suông luôn. Quần ống suông. Đây sau lưng là in nè. Sau lưng thì có thêu in đó em. À, in. In bông nhá. Còn sản phẩm thì được may bằng những các cái đường chỉ màu vàng viền, nó làm nổi bật cái sản phẩm lên. Đó. Rồi cũng có những cái mẫu model khác. Đây các bạn nhìn thì cái cổ họ khoét hình chữ V này. Đằng trước thì in cái bông hồng màu xanh. Đó. Quần thì quần cũng quần ống suông luôn. Suôn. Đó. Hai còn... bên là cái đường chỉ. Tay thì cái này là tay lở. Đúng đây rồi, để Tuấn Dương lở. Coi một cái bộ này giá bao nhiêu nhé. 330. Đây các bạn này, mình chỉ lật lên coi là giá 330.000 rồi. Không có phải trả giá nhé. Dạ. Đây còn cái này nó cũng vậy mà nó thiêu. Ồ. Cho nên chị làm rất là nhiều sản phẩm. Cái này trông cái cũng đẹp có. Này các bạn này. Nó thiêu. Cái này phía đằng trước các bạn thì mình nhìn thấy giống như là cổ thuyền ấy. Và đằng trước đây cũng thêu. Rồi cách điệu những cái trang trí ở phía trước ngực. Đó, áo này thì có sẻ tà này. Đó. Quần dài. Chất liệu vải này cũng đã qua xử lý rồi. Còn chị có bán áo lẻ luôn, áo lẻ với quần lẻ chất liệu linen. Giống như là cái bộ này nè chị ghép nè. Dạ. Đó. Cái này là quần lẻ linen, chị lấy cái quần cho em coi. Quần sọc. Đây trong khi chị đi lấy những các cái sản phẩm đơn lẻ đó thì Tuấn Dương sẽ quay cái sản phẩm mà đã phối lên thành một bộ. Thì áo rời mình mua cũng được này.
và quần mình mua rời cũng được luôn. Do là cái sạp hơi nhỏ nên là chúng ta quay thì Tuấn Dương cái góc quay nó đôi khi nó cũng không có được thoải mái lắm. Áo này thì có mức giá là 100.000. 180. À 180.000 nha các bạn. Ở cái số này nó hơi mờ, 180.000 cái áo nhá. Thì ở đằng trước ngực đằng trước cái tà trước các bạn thấy này, có thêu nguyên một cái chùm bông. Đó. Cổ này gọi là cổ bà lai. Đúng rồi. Dạ. Đây phía đằng sau thì trơn nhé các bạn. Cái đó là giặt bầu nè. Cái áo giặt bầu, còn bên đây là giặt nha, chị làm hai mẫu. Chị nói gì giặt bầu là sao ta? Cái vạt nó à, vạt bầu. Ừ, đúng rồi, giặt bầu á. À rồi rồi rồi. Tại người nam nói người nam nói là cái giặt. Đấy, đấy đây gọi là cái vạt bầu nhá. Vạt bầu nghĩa là đây này, giống như là ngoài Bắc thì gọi giống cái này giống gần như đuôi tôm nhưng mà nó chưa hẳn là tôm đâu. Đúng còn rồi. Đây vạt ngang đây các bạn này. Đó. Đây thì có hai cái kiểu cho các bạn lựa đó, chọn. Đó thì theo cổ nè. Đấy. Đấy, theo cổ thì tương đối giống nhau. Giá là 180.000 nha các bạn. Đấy thì đấy là mình có thể mua áo rời hoặc là mình phối hợp chung thành một bộ. Thì về những cái màu sắc này các bạn coi nhé. Màu này là màu vàng này. Đây chị lấy thôi. Rồi tiếp theo cái màu này gọi màu đỏ đô ở chị. Màu đỏ đô. Màu đỏ đô này. Màu trắng này. Trắng. Rồi màu kem này mè. Là màu màu gì? Kem mè đó em. Kem mè. Đúng rồi, màu mới nè. À màu kem với lại mè là mè. Nè, nó đốm đốm vậy đó. À. Phải kêu là kem mè. À. Cái này màu rêu. Rồi, màu xanh rêu này các bạn này. Màu rồi cam. Màu cam này. Để phối với quần nè em, để phối mấy cái quần này nè. Ừ, cái màu này, hồng. Màu hồng. Hồng này hồng đậm hơn chút. Hồng đậm nhé. Rồi tiếp theo. Màu cà phê. Màu cà phê. Đó, cũng rất là nhiều màu cho các bạn lựa chọn. Đó, giá là chỉ 180.000 thôi nhé. À, cổ thì cũng có những cái là được thêu này các bạn này. Đó, cái khuy làm cũng điệu lắm. Cái khuy làm hình ngôi sao năm cánh nhé. May rất là chắc chắn. Sạp của Ngọc Phước thì cũng chị cũng kinh doanh lâu năm rồi. Chị kinh doanh được bao nhiêu năm rồi thưa chị? Chị bán chợ này hơn 20 năm rồi. Hơn 20 năm rồi, dạ. Rồi bây giờ trên tay là chị quần. Là những cái quần để quần chúng ta có thể mua và phối với những cái áo. Cái này gọi là linen bố em. Linen bố là giống như là cái vải nó dày hơn đúng không? Rồi, dày hơn. À. Đó. Nhưng mà mặt nó cũng mát lắm, thấm chút mồ hôi. Đây, phía trước rồi các bạn nhìn thì mình thấy cũng có... Cái này chất con liệu nút. Là những cái nút bằng dừa đấy. Bằng cái vỏ dừa già. Đó, thấm hút mồ hôi. Ai không thích nút thì chỉ có làm mẫu quần trơn nữa. À. Đó, chỉ làm hai kiểu. Ai không thích nút đó các bạn thì quần trơn nhé. Đó. Và cái màu sọc sọc này thì nó sẽ tôn cái chiều cao của người phụ nữ lên. Và đều có túi nha các bạn. Có túi sâu lắm em. Và có túi sâu để vừa cả những cái chiếc điện thoại. Còn này là hàng màu. Linen thêu màu để mình ghép với áo cũng được hoặc là ghép áo thun cũng được nữa. Dạ, cái này thì có mức giá là 225.000 cho một sản phẩm nhé các bạn. Mình cứ tới đây mình coi thì mình vạch cái mạc lên là mình sẽ thấy có giá nhé. Đây cũng 225.000 size lot. Rồi màu thì cũng nhiều màu. Nhiều. Cái màu cái này là mẫu khác nữa đó. À, cái này toàn khác. Bộ là mẫu thôi. Dạ. Đó. Con này là quần legging nè. Legging. Đúng rồi. Quần dạng quần lẫn đó em. Dạ. Thì cái lưng là lưng thun này, cũng đúng có rồi. Túi này các bạn này. Đấy, giá là 225.000. Vải cũng đã qua xử lý. Mà riêng đặc biệt bên nhà chị á, màu trắng là chị làm hai lớp. À, hai lớp là sao? Là thêm, tại màu trắng nhiều khách người ta sợ mỏng á. Chị làm thêm một cái lớp quần sọt ở trong nè. Ồ. Đó. Nhưng mà như vậy thì nó có làm phát sinh tăng thêm tiền không thưa không chị? Không em, cũng vậy à, cũng một giá thôi. À. Đó, mà nhưng chị... mà chỉ màu trắng thì mới làm hai lớp thôi, đúng, đúng không? Tại vì màu trắng thì thường hay bị mỏng. Và người ta nhìn thấy mỏng người ta sợ. Cho nên chị làm thêm một cái lớp ở trong nữa cho mấy chị là mặc đỡ. Rất là cẩn thận đấy chị các bạn. Như vậy là đối với màu trắng ấy, nhiều khi là sợ là cô bác mặc nhiều khi cũng sợ là mình mặc đồ lót ở bên trong đó, nó sẽ lộ ra nhìn nó không đẹp. Nhưng mà chị đã xử lý để cô bác anh chị yên tâm là có thêm một cái lớp lót màu trắng nữa để cho nó kín đáo và không có làm phát sinh thêm chi phí nhé. Vẫn đồng giá như vậy thôi. Là cái này là rẻ cái này hơn là... em, 201. À, rẻ hơn. Tại nó ít chi tiết hơn thì nó rẻ hơn. Và 210.000. Dạ. Còn đây là quần sọt. À. Quần sọt giống như cái mẫu chị đang mặc nè. Đây, những cái... do mùa hè này, thì những cái ai mà không thích mặc quần dài đó,
thì có thể lựa những cái mẫu quần sọc giống như chị chủ đang mặc. Thì đây mình nhìn thấy cũng có khá nhiều mẫu nhá. Mẫu nào cũng có túi mình mặc đi biển, đi chơi, đi uống cà phê buổi tối. Thoải mái luôn. Rất là thoải mái. Những cái sản phẩm này thì có mức giá, đây như sản phẩm này là có mức giá 170.000 này. Rồi bên này thì mức giá cũng 170.000 luôn. Nhiều size lắm em. Dạ. Đó, giống như cái đó chị che trên tường đây, đó. Để mình sẽ quay một cái mẫu mà mannequin đang mặc nhé. Đó, thì cái này mình có thể phối với áo thun hoặc là mình mặc áo hai dây, nhìn trông cũng trẻ trung và năng động. Chị ơi, cái độ dài của quần sọc nó cỡ đó thì đúng không chị? Đúng rồi em. Và những cái mẫu quần sọc đấy thì mình có khoảng bao nhiêu loại khác nhau chị? Chị có nhiều loại lắm và nhiều màu nữa. Dạ. Giống như này chị chỉ treo mẫu thôi. Và mỗi ngày thì bên chị đều có ra mẫu mới hết. Nhiều màu mà nhiều size nè, để mình dễ phối áo. Đây, mình sẽ quay cho cô chú anh chị chúng ta coi một số cái màu nhé. Đây, chị lấy màu cho em xem nha. Ví dụ như đây là sọc này. Rồi cái này là màu xanh này. Màu... Đây nè, tông màu của nó, tông màu quần sọc. Chắc mình dở hẳn một cái ra được đây, chưa chị? Đây, đây, sẽ mời cô chú anh chị chúng ta coi về cái màu của quần sọc đó. Thì mình vẫn cứ để nguyên trong bao, nhưng mà mời cô bác anh chị chúng ta coi thì có màu này là màu đỏ đô này, cà phê này, màu cà phê này, màu đen này, màu trắng này. Trắng chị cũng làm hai lớp nha. Trắng là có hai lớp. Màu kem. Rồi màu biển. Màu xanh nước biển. Đúng rồi. Dạ. Cái này màu vàng nghệ nè. Màu vàng nghệ. Này cà phê đậm nè. Màu cà phê đậm. Vậy là 1 2 3 4 5 6 7 8 màu nha các bạn. Tha hồ cô chú anh chị chúng ta lựa chọn. Cái này là đang là size M nhưng mà cũng có nhiều size khác nhau nữa. Đúng rồi. Đấy. M này tầm khoảng 50 kg mặc thoải mái á, còn 2X mình khoảng 70 kg mặc vừa luôn, tại form này chị làm là rộng rãi á. Dạ dạ. Và rồi em cảm ơn chị. Các bạn có thể coi có một số cô mặc những các cái bộ áo dài cách tân may sẵn đó. Thì ở đây chị cũng có những cái bộ áo dài này, thì gồm có cả vải áo, quần, áo và quần luôn. Thì cái này chị đang bán với cái mức giá là 450.000 cho nó một bộ. Có hai màu. Có hai màu nhé. Tuy đợi thì bây sao? Giờ là nó qua mốt, ý là nó qua cái trend rồi. Thường người ta sẽ mua vào cái dịp Tết để đi chụp hình này, hoặc đi chùa. Thì cô bác cũng có thể tham khảo, nếu như mình về Việt Nam bây giờ mà mình thích những cái bộ áo dài kiểu cách tân ấy, thì mình cũng có thể mua để mình mặc, hoặc là mua để chụp hình chơi. Tiếp theo thưa các bạn, đây là một cái mẫu này gọi là mẫu đồ bộ jean thun của Hàn Quốc. Quần ống hơi bát. Quần thì ống hơi bát ra một chút. Và cái này đó là tay ngắn. Thì đây các bạn nhìn này, ở đây thì một cái bộ này thì màu khác đó, gọi nó là jean thun rồi. Jean thun đúng rồi. Thun. Phía trước thì có túi, quần là ống bát nhá. Những cái đường may là bằng chỉ màu vàng, nó làm nổi bật cái sản phẩm lên. Là chị có chất liệu cô tông nữa, chất liệu cô tông mịn. Ai không thích cái jean đó, thì cái này nó jean mát nè. Thì mình mặc chất liệu cô tông mịn. Cái này là chị cũng làm quần ống bát luôn, có viền thể thao. Dạ. Bên chị là chuyên cái viền, chuyên cái mẫu thể thao. Lấy bộ ngố với bộ sọt. Đây. Có một cái, hai cái đường gân ở hai bên đó. Viền. Đây các bạn này, cái đường viền này này. Nó chạy dọc theo cái chiều dài của cái quần. Nó là sẽ làm cho cái dáng của mình đó, nó cảm giác như cái người phụ nữ là mặc nó sẽ cao hơn. Rồi, còn này là chị là qua dạng bộ thể thao. Mình có thể bộ sọt với quần ngố, mình mặc đi tập thể thao đây, cũng đây, được, đi chơi, đi biển gì cũng được. Đây, nó có viền mông nè, đẹp lắm, chạy hai viền thể thao. Và mình có thể mặc đi tập thể dục, này, đi đánh tennis. Này. Đúng rồi. Một cái bộ đấy là khoảng nhiêu tiền đấy thưa chị? Cái bộ này là 325.000 em. Dạ. Đây, cho cái các này bạn chị coi. Mới mẫu mới ra chị để chị bấm cái giá lên. Chị chưa bấm giá nhưng mà 325.000 đúng nhá. Rồi đó, phía cổ này là cổ tròn này. Đấy, đằng trước cũng có một thêu một cái logo. Quần thì là màu đen, tay quần cũng màu có đen. Thêu quần thì màu đen nhưng mà có phối cái đường gân trùng với cả cái màu của cái áo, nên là nhìn cũng rất là cái này hợp. Là khoảng mười mấy màu lần đó, nó nhiều màu à. Lắm, toàn bộ đi quần đen nhưng mà mình khác cái màu áo.
Dạ. Ở phối. Rồi nếu mà ai không thích mặc quần sọt, tại có nhiều chị ngại không thích mặc quần sọt, thì chị có cái mẫu y như vậy nhưng mà quần tới đầu gối. Dạ. Có nghĩa là kia là quần ngố á. Đây, nếu mà chị em nào thích mặc kín đáo hơn một chút này thì có mẫu quần ngố. Quần ngố. Dạ. Áo cũng viền luôn. Cái này thì nếu như người 50kg thưa chị thì mặc size mấy? Cái này là nếu mà 50-52kg là mặc size L nè. Vâng. Này là mẫu này chị làm tới size 4X luôn. Vâng. Đó. Còn cái này có tới có size M không? Có khi mẫu chị sẽ làm size M thỉnh thoảng. Vâng. Dạ. Và cái dạng thun này á, chị có làm cho size người lớn là khoảng 100kg mặc luôn á, là 10X luôn. Ồ vậy à. Vừa quần dài vừa quần lửng luôn. Chất liệu này nè. Cái chất liệu này nhìn mát đẹp lắm. Quá các bạn ơi. Này. Không có bị nhăn. Khá là dày nha các bạn. Chất liệu này khá dày này, cũng có sự co giãn, đàn hồi. Mát lắm. Nè. Vâng. Có giãn thoải mái luôn. Đó. Quần vậy. Cũng giống thế luôn hả chị? À, quần, quần cũng có co giãn. Size lớn tại quần co giãn luôn. Quần là cùng chất liệu luôn em. Dạ. Khi mà nó co giãn đó các bạn thì mình mặc ấy, nó sẽ cảm giác nó thoải mái, không có bị gò bó. Cái cạp này các bạn mình thấy là lưng thun. Lưng thun hết nên là cũng khá là thoải mái nhé. Đó, ở hai bên các bạn là chạy cái chỉ viền này, chạy cái đường viền nó cũng giống như cái màu của áo. Nhưng mà có mấy chị là không thích viền thể thao thì chị có loại trơn luôn, không viền thể thao vậy luôn. À? Để chị lấy ra. Chị cũng nghiên cứu rất là nhiều những cái cách thể hiện các sản phẩm để cho quý khách hàng là có thêm những cái sự lựa chọn. Tại vì có nhiều chị là không thích viền thể thao. À. Thì chị có làm trơn. Cái này là quần lở nha. Đây, quần lở này các bạn này. Đó. Đấy, ở phía là dưới. Là nó còn dài hơn quần lửng mà nó ngắn hơn quần dài. À, dài hơn quần lửng mà ngắn hơn quần dài. Đúng rồi, nó dạ. Các kiểu. Thì cái dòng này là giá là có cao hơn xíu không chị? À, cái này là 330. 330. 330 ngàn một bộ. Đúng rồi, dạ. 330 ngàn một bộ. Vâng. Để do sạp của chị là nhỏ nên là chị không thể treo hết tất cả các mẫu. Cái mẫu còn dài đâu rồi hả? Và đây ấy, là chị còn chuyên bán sỉ nữa các bạn. Nhưng mà Tuấn Dương cũng tới để giới thiệu những các cái sản phẩm này để cô bác anh chị chúng ta mua, mình về mua về mặc. Chị ơi, mình giới thiệu những cái giá này là giá bán lẻ. Thế còn nếu mà lỡ mà có khách mua giá sỉ thì có giá tốt hơn mà chị báo không? Có, giá sỉ nếu mà lấy đủ size á, với lại lấy số lượng nhiều thì giá sỉ nó sẽ tốt hơn. Dạ, dạ, dạ. Đây là quần dài nè. Đây, mẫu quần dài. Này, các bạn nhìn này, may cũng rất là đẹp nha. Cái dạng này thì chị làm tới size 10X luôn. Ồ, tới 10X luôn. Với bộ quần lỡ hồi nãy cũng làm tới size 10X luôn. Dạ. Là dành cho những người mà to đó. Vâng. Cái dạng này chị bán mấy năm rồi, cứ nó chỉ tới thay đổi cái logo thôi. Tại cái kiểu này khách người ta quen rồi, người ta thích rồi. Cái kiểu này dạng như cái kiểu truyền thống, đúng kiểu rồi, quốc dân nha các bạn, là ai cũng thích. Nói chung là chỉ thay đổi cái logo hoặc cái mạc thôi, chứ cái logo thôi. Cái giá của chị là từ M cho tới 4X là 330. Dạ. Nhưng mà từ 5X trở lên thì nó tăng lên một chút. Dạ. Nó nhảy size đó em. Vâng, nhảy size thì tốn vải hơn thì đương nhiên là nó sẽ nhích hơn một chút xíu tiền nha các bạn. Đây các bạn nhìn thì chị còn có những cái sản phẩm. Đây là bộ tôn trẻ em, vải cũng đã qua xử lý, giá là 100 ngàn đồng cho một bộ. Cũng có khá là nhiều màu, màu xanh, màu hồng, màu vàng, màu tím. Bên cạnh đó thì Tuấn Dương thấy còn có khá nhiều những các cái mẫu quần áo lẻ, cũng như là những cái quần áo này là đang giảm giá. Đang được giảm giá. Chỉ có 50 ngàn cái áo. 50 ngàn một cái áo hoặc 50 ngàn một cái quần. Chị lấy thử một cái sản phẩm nào đó đi, 50 ngàn. Đây, quần dài cũng 50 nè. Ồ. Đó. Quần sọt cũng 50. Thưa chị, nhưng mà tại sao lại giá thấy đẹp mà nãy mình giới thiệu cái kia mấy trăm ngàn mà sao cái này 50 ngàn tại là lý do sao chị? Tại vì cái này chị bị rớt, có nghĩa là rớt một ít á, còn lại một ít cái mấy cái thôi chị mới sale. À, tức là cái này nó không còn đủ size, đúng đủ rồi, màu, không còn đủ, đủ size, số. Đủ màu. Vâng, thì chị sẽ bán sale. Tức là còn mỗi thứ một cái, hai cái vậy nè. Cái này các bạn, ý là cái này nó không phải là cái hàng kém chất lượng nhé. Đúng rồi, không phải hàng bị phô luôn nhé. Chẳng qua là do không còn đủ size, đủ số, đủ màu nên là chị bỏ ra chị bán sale. Chứ nó không, bản thân những cái sản phẩm này đó, nó không có cái lỗi lầm gì hết.
Đây các bạn có thể mua những cái quần sọc này này. Đó, mình mặc trong cái mùa hè thấy cũng rất là mát này. Nè. Hoặc cái quần này nữa này, quần thể thao nè. Thể thao này. Cũng chỉ có 50 ngàn thôi, còn có một cái hai cái rồi. Nên mấy chị tranh thủ. Vậy là cô bác anh chị mình nhanh chân nhá. Món hời thì không có nhiều nhá. Đây, nhưng mà cái áo này là 50 nè. Ồ. Oh. Đây, những cái chiếc áo này cũng rất là đẹp. Không có phải là nó bị lỗi lầm gì hết. Mà mỗi thứ còn cái mà cái mỗi thứ còn một chiếc, hai chiếc thôi. Nên là chị sẽ sell bán để bỏ cái cho nó qua cái cho hết cái hàng đó đi. Đó, đây, rất nhiều. Vải này mặc đẹp lắm á. Vâng. Không cần phải ủi luôn. Ồ, cái này này, cách điệu này, có cái nơ đằng trước này. Cái này mặc với quần sọt dễ thương. Trời ơi các bạn ơi, cái này thì các bạn mua ở ngoài cái áo kiểu này chắc cũng vài trăm ngàn chứ không có rẻ đâu. Mà đây chị đang sell thì ai mà cần thì có thể lên đây săn. Thậm lên mấy cái áo von cho chị thầm. Nè các bạn nhìn này. Von đó, mấy cái bạn người mẫu mặc này. Áo này thì không, cổ nó hơi rộng một chút nó này. Đó, rồi cái này các bạn nhìn này, cổ thì xếp xếp lại này. Wow. Cổ xếp lá. Rồi cái này cổ rộng. À, chị ghép với quần nè. À đây này các bạn này. Đó. Đấy, nếu mà ai tới đây có khi mua lựa được hai cái mà trúng mà trời 100 ngàn. Có bộ rất là đẹp nhá, giá rẻ hơn phân nửa luôn. Cái này chị còn có hai cái nè, chị bỏ ra sale. Đây luôn. Còn có hai cái chị mới bỏ ra chị sale. Còn đây các bạn nhìn những cái quần lực này. Nè. Đó. Đây giá trước là 120 ngàn, giờ vẫn 120 hả chị hay sao? Không, bây giờ chị giảm giá còn hai cái thì giảm còn 50 ngàn. À, giá ngày xưa là bán đây các bạn là 120 ngàn đó, là giảm hơn phân nửa nhá. Đấy, chỉ còn có hai chiếc thôi. Đây, cái thằng lanh này cũng vậy nè, chỉ còn hai cái. Vâng. Cái này là 170 ngàn, còn hai cái bo ống nè. Rồi, cho nên chị giảm giá còn có 50 thôi đó, mấy chị tranh thủ. Vâng. Đó. Đó, hàng đẹp chất lượng mà sale nhá chứ cái không phải cái này mà mặc áo lửng đẹp lắm nè. Vâng. Trẻ trẻ mặc áo lửng đẹp. Vâng. Đó. Đây các bạn này. Đấy. Alo alo, dừa khô lên giá này. Đó, nhìn cái quần này trông rất là dễ thương nhá. Các bạn nhớ ghé mua liền. Đăng clip này là có khi phải tới mua ngay chứ không có lát xíu chị bán mất rồi tới nơi lại hỏi ủa sao không còn. Hồi nãy có nói là sale mà giờ chị có quần ngố nữa nè. Tôi tới lại không còn nhá. Đây những cái quần màu hồng trông rất là dễ thương, dài này hoặc là quần ngố này. Đây, thôi ráng quay thêm một vài những sản phẩm nữa cho các bạn coi. Toàn là những cái món hời nhé. Một bên là con bên nhỏ. Đấy, màu xanh. Rồi chị ơi thưa, còn những cái sản phẩm nào chị... Chị còn các loại áo, áo này thì không có sale nha. Vâng. Áo nguyên. Áo đây là áo kiểu không có áo sale kiểu. Nha. Thì cô bác cũng cứ lên đây có bán áo lẻ và sản phẩm nào chị cũng có đúng đều rồi. Để giá. Cái này là tăm gân. Tăm gân đó em. Tăm gân. Cái này chị có nguyên bộ mặc đẹp lắm luôn. Vâng. Nguyên bộ gân nó mặc đẹp lắm. Tăm gân này. Rồi gân áo màu đen này. Khá là nhiều. Nhiều mẫu lắm. Tuy là sạp nhỏ thôi nhưng mà có võ đó nha các bạn ơi. Nhiều hàng lắm, tại vì đây là mình để mẫu thôi, còn dạ. Lại là chị để trên kho rất là nhiều. À đây, nè, bộ, này, bộ này các này bạn này. Nguyên áo bộ gân này các bạn này. Thoải mái mà chị bao luôn á, là giặt máy giặt thoải mái, không có bị nhăn. Nó có nhăn sự co giãn hả chị? Có co giãn. Ôi, chị này nó không mai lai nhưng mà không có bị tuôn chỉ. À. Kiểu nó như vậy, quần giáo luôn. À vậy à. Đó, đây nè. Nên là cảm ra nhìn thì nó sẽ không bị dày nhưng mà nó đúng không rồi. Bị bong đúng không? Ừ. Nó không bị gọi là rút chỉ, rút sợi. Mà... Đó là 310 ngàn một bộ ạ. Mà giặt máy giặt là thoải mái á. Vâng. Đây nè. Dạ, cổ tim cũng có cái bộ này form trông đẹp cũng đẹp này, cái form đẹp này các bạn này. Cái này chị treo tượng trưng thôi chứ chị nhiều mẫu lắm. Vâng. Một bình vải này chị tới 20 mẫu lần. Dạ. Đây mình sẽ cho cô chú anh chị chúng ta coi cái bộ tim này nhá, xem để giá là bộ này là 295 mà chị. Dạ. 295 ngàn nha các bạn. Đó. Cô bác có thể ghé đây để mua để lựa. Cũng rất là nhiều màu. Cái này nó 301, nó mắc là tại vì quần nó đâu cái sọc á, không phải em. Nó đâu cái sọc này. À đối sọc, đối đúng kẻ rồi. Đúng không? Đó. Nên là cho nên nó giá ta... nó cao hơn một tí, nó cực cái công á. À. Dạ. À, do quầy của chị khá là nhỏ, nhiều hàng nên là cái việc trưng bày nó cũng bị hạn chế. Nhưng mà cô bác anh chị mình cứ tới thì những cái sản phẩm nào mà sale hoặc là bán với cái mức giá tốt á, là chị sẽ thông báo. Có đây có một số hàng sale. Đây hàng sale
thì các bạn thấy là ở nhiều nơi á, người ta để giá rất là nhỏ, nhưng mà đây để giá là mình đi từ xa mình cũng phát hiện được nhé. Quần là 100.000 một chiếc thì đây là cũng hàng chỉ giảm giá đó. Dạ. Đây là dạng quần công sở nè, mỗi thứ còn một chiếc thôi. Dạ. Đó, nếu mà thưa chị, nếu mà chưa giảm giá thì cái sản phẩm đó là bao nhiêu tiền? Cái quần này tới 250 lận. 250, tức là giảm giá tới hơn phân nửa nhé. Thì cái này cái lưng có nó có dây kéo này. À, lưng có dây kéo ở bên mặt hông. Thoải mái. Đúng dạ. Nó dạng giống như quần tây vậy đó. Dạ. Đây nhiều mẫu lắm. Nhưng mà đều mỗi thứ chị chỉ còn có một cái hai cái thôi. Vâng. Dạ. Rồi cái này chân váy à? Chân váy. Dạ. Đây. Còn hai cái. Là 100.000. Đúng rồi. Đó. Nhiều mẫu. Dạ. Thì thưa các bạn, là chợ An Đông được biết đến như là một cái ngôi chợ mà chuyên xỉ lẻ rất là nhiều các loại quần áo thời trang. Và những cái đồ tuy ở đây bán sale đó, nhưng mà không phải là hàng kém chất lượng nhé. Vẫn là hàng ngon, hàng bổ mà lại rẻ nhé. Nhưng mà chỉ có điều là cái size số và màu sắc không có còn nhiều. Đúng rồi. Nên là mới được bán sale. Nên cái này thì cũng tùy duyên. Khi mà cô chú coi được clip này đó thì cũng không có đảm bảo là sẽ còn hàng. À, như áo thun này nè. À. Áo này mấy giới trẻ thích lắm nè, thun đẹp lắm em. Vâng. À, đằng sau thêu có 95.000 thôi. 95.000 một áo. Cái này con gái chị cho lấy đủ hình cho nó mặc đó, mặc đẹp lắm. Vâng. 95.000. Dạng phom rộng. Dạ, vâng. Vâng. Đây nè. Đó. Ồ. Đó, thêu giặt thoải mái nha, nó không có bị không bị nhăn á. Đúng rồi. Dạ. Nó không bị chóc cái mẫu không cái bị chóc đâu. Cái đó. Nó chỉ hai màu trắng đen thôi. Dạ. Còn đây là một bộ nè, một bộ này chị cũng còn mấy bộ chị bán luôn, 100.000. À, bộ đó dành cho nữ rồi chị. Nữ em, bộ tay lở, quần dài. Vâng. Quần dài tay lở. Cái này thì nếu mà nữ mặc khoảng bao nhiêu ký thì cái này chị này xem M là khoảng 50 ký nè. 50 ký. Dạ. Về. Cái này thì chỉ còn được mấy size nữa nhưng mà ít màu, còn có một hai màu thôi. Vâng. Đấy, 100.000 một bộ. Đây, còn bộ này quần bo ống cũng 100.000. Dạ, quần bo ống này. Rất đẹp nha các bạn. Đó, phía bên trong này thì còn một số những cái áo, cái đấy gọi là áo hai bộ dây. Sọt, đúng bộ rồi, sọt hai dây này. Rồi cái này gọi bộ gì chị? Bộ... cái này, cái này áo bộ, không nguyên bộ giống như pyjama mà có pyjama. Một bộ à, chỉ còn có một bộ và, một thôi. Rồi bộ màu hồng này, này mặc ngủ mát và 100.000 này. Đó. đồ bay à, đây bay sọt. Có người hôm trước có người hỏi là có đồ bay không ấy, thì đây này các bạn này, đồ bay mà đồ bay sọt đây đó, mặc cũng rất là mát. Giá này là 100.000 nha các bạn. 100.000 một bộ, hai cái. Còn này đầm ngủ nè, rồi mấy cái đầm ngủ này cũng 100.000 rồi chị. Đúng rồi. Ờ, các bạn ơi, tới mua nhanh nhá. Các cô, các bác, các chị nhớ ghé mình mua. Và này lại trong trường hợp mà mình không có kịp ghé đó, thì bây giờ cô bác coi có thể cứ theo dõi trên Facebook của, Zalo của cửa hàng. Thì có những cái sản phẩm nào hoặc là có những mẫu mới đó là cửa hàng sẽ đưa lên để cập nhật gửi tới quý cô chú anh chị. À, thưa chị, cho em hỏi thăm là chị kinh doanh buôn bán ở chợ An Đông lâu năm và có uy tín mà giá cả thì lại niêm yết rõ ràng. Cho em hỏi thăm là có những chị có gặp những cái vị khách nào đặc biệt một chút không chị? Có, bên chị là có diễn viên Hoài An nè, dạ. Rồi Hoa hậu Diễm Hương nè, rồi diễn viên Lê Phương nè, dạ. Là cũng có mặc cái sản phẩm của chị, để nữa dạ. Chị gửi hình cho em coi. Dạ. Diễm Hương có phải là cô Hoa hậu Diễm Hương với anh Lý Hùng không? Hay là Diễm Hương không, nào? Không, Hoa hậu Diễm Hương á, còn kia là diễn viên Diễm Hương á. À, dạ, cái này dạ. Là Hoa hậu á. Vâng. Mà chị Hoài An là thường xuyên mặc cái sản phẩm bên chị á. À, dạ. Thì em sẽ xin những cái thông tin đó để em minh họa trong cái video clip này. Cho em hỏi thăm là đối với những khán giả mà theo dõi trên kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay mà tới ủng hộ sạp của chị đó, thì thông qua cái video clip này, nếu mà khách hàng nói là tôi coi qua kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay tới cửa hàng của chị để mua sắm đó, thì chị có cái chương trình ưu đãi hay là khuyến mại gì không thưa chị? À, vậy thì chị sẽ giảm giá 5% trên cái tổng cái bill của khách mà coi trên YouTube của em á. Dạ. Lại mua chị sẽ giảm giá 5% từ đây cho tới hết tháng 5 đi. Dạ. Tại vì chị bán hàng ở đây chị cũng giá chị cũng cộng rất là ít luôn.
Dạ. Thì muốn giới thiệu tới bà con cô bác á. Dạ. Cho nên chị cộng ít lắm. Cho nên là nhưng mà kênh của YouTube của em lại á, thì chị giảm 5% nữa. Vâng. À, em nói này xem có đúng không? Giảm 5% mà trên những cái sản phẩm mà chưa được giảm giá. Chứ còn đối với những cái sản phẩm đúng mà rồi. Chị sale còn có 50 hay là 100 ấy thì không có được được giảm giá đúng không? Đúng rồi. Vì để nhiều khi các cớ thì cô chú lại nghe lầm. Nhiều khi nó cũng không đáng bao nhiêu cả. Nhưng mà cái đồ mà chị đã sale rồi mà lại đòi giảm 5% đúng nữa rồi. Thì thì lại khó cho chị quá. Mà với lại đặc biệt bên chị, thí dụ mấy cô chú ở đây là mình không có chỗ thử. Cho nên thí dụ về mà mấy cô chú thử mà không thích á thì đem lại chị đổi là mẫu khác. Vâng. Có nhiều trường hợp là về mà không thích nữa mà không ra mà không có vừa ý á, chị trả tiền lại luôn. À. Mà chị bao đổi cho trả trong vòng 3 tháng luôn á. Vậy ạ. Đây, trên cái to của chị là có ghi luôn bao đổi trả trong vòng 3 tháng. Vâng. Nhưng mà với điều kiện làm giống như mình giữ nguyên, đừng có giặt, vâng, đừng có để nguyên mạc cho chị. Đây các bạn ơi, uy tín thì tạo niềm tin nhé. À, sạp Ngọc Phước, địa chỉ là B59B60 lầu 1. Mình sẽ để cái số điện thoại của chị ở trên màn hình. Và trên cái hóa đơn các bạn là chị còn in hẳn vào đó là hàng bao đổi trả trong vòng 3 tháng. Quý khách đổi trả nhớ ghi số lượng. Có nghĩa là khi mà đã bán hàng chất lượng rồi đó, và cái chính sách bán hàng đây thì cũng rất là thoáng. Người ta nói một cái câu là vàng thật thì không có sợ lửa. Nhiều khi chị nói không ấy chị in luôn. Người ta cứ cầm to lại, khi đổi người ta cầm to lại chị sẽ đổi một khác. Dạ. Nhưng mà nói trước để cho mấy chị, mấy cô khỏi ấy là đừng có giặt, giống như giữ nguyên, đừng có làm dơ cái, giữ vâng, nguyên tem. Vẫn còn nguyên cái mạc đúng không? Tức là nếu trong trường hợp mà cô bác mình mua về mình chưa có điều kiện mặc mà mình lại có cái sự thay đổi, mình thích đổi màu khác, mẫu khác hoặc là size khác thì có thể mang ra thì chị cũng sẽ hỗ trợ mình đổi và không có tính thêm tiền đúng không? Không, không có tính thêm tiền. Dạ rồi. Với lại thí dụ như mấy cô chú anh chị mà lên, nó lên thang máy á, vâng, tiện thì ghé sạp này. Còn nếu như có tiện đi qua cái khu A đó, dạ, thì chị cũng có cái sạp bên đó luôn. Là à, tiện, chứ như tiện chỗ nào rồi đi qua chỗ đó. Vậy thang máy, đi thang phải, máy lên thì quẹo phải quẹo là phải, sẽ gặp sạp Ngọc Phước B59B60. Trái, quẹo trái là đi sang à, sạp quẹo khác, trái sang sạp cũng của chị luôn. Đúng rồi, mà tên là Xuân Ngọc. À. A101 tới 105 á. Vâng. À, thì thưa cô bác anh chị, sạp Ngọc Phước đó thì còn có thêm một cái địa chỉ nữa, nhưng mà sạp bà tên là Xuân Ngọc, địa chỉ là A101 đến A105 cũng tầng 1. Thì ở đây thì có bán hàng big size cho khách từ 70 đến 100 kg và nhận đặt hàng theo yêu cầu. Thì đây chúng ta sẽ hỏi thăm chị thì đây bà chủ Ngọc Phước. Dạ thưa chị, sạp này là như thế nào? Cái này là cũng của gia đình, này dạ, cũng bà chị luôn. Dạ. Ừ. À, chị, các cái mặt hàng bên này em thấy có vẻ bên đây lại trưng bày được tại nhiều vì hơn. Đây là nó năm sạp kéo dài lên là trưng được nhiều. À. Đó, thì trưng nhiều, còn cái ngoài kia mình ngay cái khúc đó thì cái sạp nó nhỏ, dạ, trưng ít hơn. Thưa chị, nhưng mà như vậy thì cái chính sách giá với lại các cái chính sách giống nhau bán ở bên này giống như chị vừa mới giới thiệu hồi nãy đúng không? Giống nhau hết. Dạ. Đó. Và đây thì cũng có niêm yết giá đầy đủ. Đầy đủ hết em. À, đây nè, trên tất cả các đều giống nhau hết. Dạ. Và đây, rồi bên này thì được cái các bạn ơi là rất là rộng, nhưng mà ở đây thì hơi khó tìm một chút so với sạp của chị. Đồ nhưng thì mà, giống nhau nhưng hết mà luôn. Đồ thì rất nhiều nhé. Để đây mình sẽ quay cho cô chú anh chị chúng ta coi này. Đây này, đều niêm yết giá hết này. Áo thun 95.000. Là giống bên đó, đó bên kia luôn này. Hoặc đồ bộ 100.000 này. À, bên này có khác cái câu là hàng mua rồi miễn đổi trả lại. Không, do là cái đồ sale đúng không? Đúng rồi. Đồ tức sale. Là đồ sale thì đã mua rồi là không có trả lại. Còn đồ chưa sale là được đổi hoặc trả nha các bạn. Đúng rồi. Rồi, tôn trẻ em đồ bộ này. Đó, à, hồi nãy chị nói là Diễn Viên Hoài An mặc đây, đó đây, đây. Nói lát Diễn Viên Hoài An đây các bạn này, à, có mặc một số cái sản phẩm của chị ấy. Thì mình sẽ chèn vô trong clip để cho cô chú anh chị chúng ta coi nhé. À, bên này thì mình thấy có vẻ trưng bày được nhiều hơn đó. Đây, những cái chân quần sọc này, rồi áo này. Đó, có vẻ bên này thì nếu mà quý cô chú anh chị mình lên đây thì cái không gian nó sẽ rộng rãi hơn, mình sẽ dễ lựa hơn. Và đây có chỗ thử không chị? À, nếu thử thì chị cũng nó cũng chợ sỉ, cũng ít có chỗ thử vậy đó, nhưng mà à, chị cũng có chính sách đổi trả à, dạ, như bên kia luôn. Mà
Ví dụ mà mấy chị mà ghé bên đó tiện thì bên đây cũng đưa hàng qua, đồ cũng y chang vậy đó. Dạ vâng. Đây các bạn này, cũng sale 50k một áo này. Đó, đó, đó. Y như của chị nãy. Vâng. Đó rồi. Rồi em cảm ơn chị nha. Cảm ơn dạ, em nhiều nha. Chúc chị nhiều sức khỏe. Dạ rồi, hy vọng là cô bác anh chị sẽ có những cái trải nghiệm mua sắm thú vị ở chợ An Đông, tới những cái sạp mà bán có niêm yết giá để cô bác anh chị chúng ta không có phải trả giá, và ngoài ra thì cũng còn có hỗ trợ đổi trả khi mà đáp ứng các cái điều kiện của cửa hàng. Rồi em cảm ơn ạ. Em chào chị. Dạ.